Đồng hồ thông minh Photronics Chronos i1 có tính năng gọi qua Bluetooth, thời lượng pin 7 ngày. Đồng hồ thông minh có khả năng gọi điện qua Bluetooth và có màn hình HD 1.75 inch. Là một chiếc smartwatch, Photronics Chronos i1 còn có hàng loạt tính năng theo dõi sức khỏe như theo dõi huyết áp, theo dõi nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu và nhiều chế độ thể thao. Đồng hồ thông minh Photronics Chronos i1 có xếp hạng IP67 cho khả năng chống bụi và nước. Đồng hồ thông minh này cũng có hơn 200 mặt đồng hồ và có thời lượng pin lên đến 7 ngày. Thông số kỹ thuật của Photronics Chronos i1, đồng hồ thông minh mới ra mắt của Photronics có màn hình động 1.75 inch HD 240x280 pixel với mặt kính cong. Đồng hồ thông minh Photronics Chronos i1 có Bluetooth V5 để kết nối và có khả năng gọi điện qua Bluetooth. Sử dụng micro và loa có sẵn, người dùng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi trên đồng hồ thông minh. Hơn nữa, người dùng cũng có thể sử dụng đồng hồ thông minh làm màn chụp từ xa và bộ điều khiển âm nhạc. Nó có 64MB bộ nhớ tích hợp. Như đã đề cập trước đó, Photronics Chronos i1 có một loạt các tính năng theo dõi sức khỏe. Nó được theo dõi huyết áp, theo dõi nhịp tim, theo dõi độ bão hòa oxy trong máu, SPO2, và theo dõi giấc ngủ. Đồng hồ thông minh cũng có nhiều chế độ thể thao như đi bộ, chạy, đạp xe, bơi lội, bóng rổ và cầu lông. Photronics Chronos i1 được xếp hạng IP67, có thời lượng pin lên đến 7 ngày và thời gian chờ lên đến 15 ngày. Người dùng sẽ có thể lựa chọn trong số hơn 200 mặt đồng hồ có thể tùy chỉnh thông qua ứng dụng Chronos trên Android và iOS. Đồng hồ thông minh có kích thước 165x70x28mm và nặng 55g. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!